Đây rồi, như vậy là cả hai huấn luyện viên của chúng ta đã có mặt rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ để các bạn đỡ phải chờ lâu nhá. Nào. Rồi như vậy nhìn nghía qua thì có vẻ đây là đội hình Real và bên này là đội hình Thập Cẩm các bạn ạ. Cháu Đức Dũng nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trận khai mạc của giải Deo League Season 1. Hôm nay có đi xin giờ không? Hôm nay có đi xin giờ không? Đúng rồi, bên này là đội Real Madrid bao gồm 9 cầu thủ. Còn bên này là đội đội tốc độ các bạn ạ. Chúng ta gọi là tốc độ. Thiếu Lạc. Bên này là Hưng Rùa. Ok. Rồi, chào mừng các bạn cũng đến với trận đấu khai mạc của giải Deo League Season 1 giữa hai huấn luyện viên Ngọc Hưng ở lớp 11A4 và huấn luyện viên Hiếu Lác ở lớp 11A2. Bây giờ chúng ta sẽ tạm nghía qua đội hình xuất phát của hai đội, bao gồm các cầu thủ áo đỏ xanh tím vàng, tất trắng đen, và một bên là các cầu thủ đỏ vàng tím xanh mang trang phục nọ kia. Để không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta đến luôn trận đấu ạ. Gullit, Rudiger chuyển cho Theo Hernandez. Vieira nhận bóng. Gareth Bale, Gullit, anh Bảy. Vẫn là những cái đường truyền và thăm dò đối thủ đến từ huấn luyện viên Hưng Rùa. Rất Gullit, độ Bale. Không được, chưa thể tấn công. Độ Ba Lê, vâng, đang xuống cánh, đấy là độ Ba Lê ạ. Độ Ba Lê tạt vào dành cho anh Bảy. 1-0 dành cho huấn luyện viên Ngọc Hưng. Vâng, từ rất sớm, mới chỉ qua 6 phút bóng lăn trên sân thôi, nhưng chúng ta đã thấy đẳng cấp là hoàn toàn chênh lệch giữa hai huấn luyện viên. Không nói nhiều, 1-0 cho Hưng Rùa. Một không, vâng, cái tên Cristiano Ronaldo và một cái tên rất quen thuộc, làm được Hiếu ơi, đến từ vị trí cánh cánh. Vâng, có vẻ như là ở đây các đại diện của lớp 11A2 và đại diện lớp 11A4 đang cổ vũ cho nhau. Bây giờ huấn luyện viên Hiếu Lác đang làm lại từ đầu, mặc dù vừa lại anh chưa chạm bóng một lần nào. Weahi, Casemiro, vâng, David Alaba, CR7, vâng, Alaba đập lại, vâng, những pha bật nhả rất là lắt léo. Vâng, nhưng mà đường truyền của David Alaba cho cầu thủ Michael Huệ Hi Hi của chúng ta là hơi bị quá đà một chút. Gá đích độ ba lê, Vieira xuống cánh cho Mbappe, vâng, đua tốc độ với David Beckham. Không được rồi, một cầu thủ tuổi tin mà không chạy lại ông già, vâng, game thật là hư cấu các bạn ạ. Huệ Hi Hi, Beckham, Alaba, Ronaldo tấn công trung lộ, David nhầm, Zidane sút xa, không được. Cú dứt điểm rất tệ của Đan Hói, mặc dù hai chân của anh đều năm, nhưng tôi cú dứt điểm chân thuận của Đan Hói mà dứt điểm hơi chạy không thành một tí, chừng đâu đấy khoảng 4 mét. Một cú dứt điểm mang lại sự thất vọng của huấn luyện viên Hiếu HL 894 hoặc là huấn luyện viên Hiếu Lạc. Vieira, rất clip, giải các Ronaldo chọc khe cho độ ba lê, vượt qua Varane rồi, không vào. Vòng một pha đối mặt của độ ba lê đối với lại thủ thành củ tỏi, nhưng mà độ ba lê đã làm chưa tốt trong tình huống vừa rồi. Vẫn là các cầu thủ áo trắng. Rất Gullit, Frank Rijkaard bật lại cho Gullit và chọc xuống cho Ronaldo sút xa, không được, không qua được
Sergio Ramos. Vâng, phản công dành cho huấn luyện viên Hiếu Lác. Zidane. Đan hói chuyền cho Bách Chọc. Vâng, bật lại trung lộ rồi. Alaba làm gì đây? Một đường chuyền rất khó hiểu nhưng vẫn có kiểm soát bóng. Ronaldo. Vâng, rất bất ngờ, tỷ số là 1-1. Vâng. Chỉ 22 phút sau khi vào lưới nhặt bóng thì huấn luyện viên Hiếu Lác đã có cho mình bàn thắng gỡ hòa. Những tình huống đập nhả phải nói là rất khét ở khu vực trung lộ của huấn luyện viên Hiếu Lác, và được kết thúc một pha kết thúc rất lạnh lùng của CR số mấy không biết, CR 7 các bạn. Vâng, như vậy là tỷ số là CR 17 1, CR 7 1. Đội bóng áo trắng đang loại từ đâu? Thiêu Gullit. Lại là Thiêu. Con rùa 7. Độ ba lê. Ronaldo. Chuyển về. Rồi các chúng ta lại nào. Kylian Mbappe. Xuống biên dốc tốc độ. Qua được khỏi hi rồi. Ronaldo. Không được. Một cú đánh đầu chưa tốt của Ronaldo. Có thể là trong tình huống nào đấy anh ta sẽ làm lại tốt hơn. Vâng, với chỉ là một với chiều cao 1m86, Ronaldo có thể là không thể chiến thắng được người đồng đội cũ Sergio Ramos của mình. Patrick Vieira trong tay của huấn luyện viên Ngọc Hưng. Không, chuyển thành độ ba lê rồi. Bêu Cao Bằng. Một pha tấn công trung lộ không được. Phản công nhanh dành cho huấn luyện viên Hiếu Lác. Ronaldo. Vai đơn độc. Beckham. Vâng. Ba đánh nhiều, vâng các bạn ơi. Vẫn là ba đánh nhiều nhưng dài dòng hơn. Lần này là đông hơn rồi. Huệ Hi, Casemiro. Huệ Hi. Vẫn là Huệ Hi. Chuyền cho Ronaldo nhưng không được. Huệ Hi là một cầu thủ khá là lạ lẫm ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Patrick Vieira. Thiêu. Patrick. Mbappe. Chọc khe xuống. Vâng, lại là Mbappe. Vâng, rất vòng vèo đến từ vị trí Hưng Rùa. Lợi thế. Đán hói. Vâng, chọc khe bóng rất rất không hợp lệ. Nelson Semedo. Có thể là sẽ là một tình huống phản công. Độ Cao Bằng. Bêu Cao Bằng nhầm. Vâng, chạy rất khét nhưng không chưa dám đưa ra phương án gì cả bởi vì bên trong nó chưa có ai. Bêu Cao Bằng. Không được. Một pha mà Mbappe đã không thể làm địa chỉ nhận bóng. Vâng. Như vậy là trọng tài người Indonesia anh Nguyễn Huy Hoàng vừa thổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Tỷ số 1-1 dành cho cả hai huấn luyện viên. Như vậy có thể thấy là huấn luyện viên người Indonesia Nguyễn Huy Hoàng này đã làm chủ trận đấu là rất công tâm. Vâng, chúng ta cùng xem qua một số cái chỉ số của cả hai đội. Vâng, không để quý vị các bạn chờ lâu nữa, chúng ta đến với ngay hiệp 2. Vâng, huấn luyện viên Hưng Rùa đang chơi cái chiến thuật gì đấy, đổ bê tông ạ. Vâng, Huệ Hi và Lorente. Hiệp phụ ông thầy không ạ nhá. Không đá hiệp phụ nữa nhá. Không đá hiệp phụ nhá em ơi. Vâng, chúng ta đến với hiệp 2 của trận đấu. Bây giờ huấn luyện viên Hiếu Lác đang giao bóng. David Beckham. Casemiro, Zidane. Vẫn là Beckham, vâng, bộ 3 nguyên tử. Ronaldo. Rodrigo. Một siêu sao mới. Vẫn là Ronaldo, vâng, một pha Ronaldo chop không thành công để qua Rodrigo và phản công lên cho đội bóng áo trắng. Bêu Cao Bằng, vâng, ngoặt bóng rất hay nhưng không dám đi bóng qua Casemiro. Chuyển tình huống tấn công sang phía cánh trái. Thiêu. Vieira. Mbappe. Vâng, bó vào giữa rồi. Dứt điểm từ xa. Không được. Một cú dứt điểm rất thiếu chính xác của Kylian Mbappe. Ronaldo bảo là không sút được thì đánh sút cho. Vâng, bởi vậy thì camera mới quay về Ronaldo các bạn ạ. Tình huống phát bóng lên của thủ thành Keylor Navas. Vâng, có vẻ là một đường chuyền không chính xác rồi. Bêu Cao Bằng. Một pha tấn công ngách trung lộ. Chuyển cánh dứt điểm từ xa. Không được. Pha dứt điểm từ quá xa khiến cho
Sự nguy hiểm nó trở thành con số 0 đối với thủ thành Kelolavat mùa 19 UCL. Vâng, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Vâng, huấn luyện viên Hiếu Lác đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong tình huống vừa rồi. Đan hói. Dù điệu. Vâng, Rodrigo. Vâng, một đường chuyền có thể là hơi sâu của Rondo cho Rodrigo. Và đây là tình huống phản công của Độ Ba Lê. Tạt vào. Không được rồi, vẫn nhưng vẫn là đội bóng áo trắng. Rondo đang cầm bóng. Patrick Vieira. Tuyến hai của Gullit. Dứt điểm từ xa. Rất nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy pha dứt điểm tưởng chừng rất vô hại nhưng lại rất nguy hiểm của huyền thoại người Hà Lan rút Gullit. Một trong ba người Hà Lan bay. Patrick Vieira sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Tạt vào, rút Gullit là chủ nhân. Không được. Rút Gullit không thể chạm bóng. Vâng, quả phạt góc tiếp theo vẫn là Patrick Vieira đang đảm nhận nhiệm vụ đá phạt. Không, chuyển cho Độ Ba Lê rồi. Không cờ trên Ba Lê, có lẽ là Giang Ba Lê các bạn. Rondo, không được. Vẫn là Giang Ba Lê. Vâng, tiếp tục lại là quả phạt góc về cho huấn luyện viên Ngọc Hưng. Huấn luyện viên Ngọc Hưng đang bảo là tại sao mình có cầu thủ 1m91 mà lại không thể tranh chấp với cầu thủ 1m86. Patrick Vieira. Vâng, lại chuyển cho Giang Ba Lê rồi ạ. Giang Ba Lê, ai sẽ là người nhận bóng đây? Patrick Vieira. Làm gì đây? Dứt điểm. Không được. Một pha sút thể hiện sự bế tắc của huấn luyện viên Hưng Rùa. Ui dồi ôi, một pha có thể nói là Varane đã bị vỡ súng các bạn ạ. Có thể Vieira đã bị chấn thương sau tình huống vừa rồi nhưng anh đang nén đau để thi đấu. Tiếp tục là huấn luyện viên. Tiếp tục là quả đá phạt góc của huấn luyện viên Patrick Vieira. Chuyển cho Giang Ba Lê. Tạt vào Rondo nhận bóng. Không được. Rondo bảo ối dồi ôi, tại sao tôi lại đánh đầu như thế nhỉ? Vâng, một tình huống mà có thể nói là Rondo đã làm khả năng tốt nhất của anh đấy rồi. Nhưng bằng một cách nào đấy, bóng lại thuộc về đội bóng áo trắng. Chọc khe cho Rondo không được. Vâng, tình huống đọc trận đấu rất hay của Varane. Hey, hi, hi. Casemiro. Làm gì đây? Có thể là dây bóng hơi nhiều rồi. CR7. Vâng. Một chiến thuật rất hay của huấn luyện viên Hiếu Lác đấy là chuyền cho Rondo rồi anh chỉ việc đi bóng qua 4 5 6 người, sau đó dứt điểm là vào. Nhưng đây là tình huống thoát số của Rondo. Vâng, việt vị mất rồi. Chính vì vậy là Rondo không thể lao vào nhận bóng. Vâng, rất rõ ràng. Vâng, bằng mắt thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Thiago. Kylian Mbappe. Không qua được hệ hi hi. Vâng, có lỗi rồi. Sách ra múc. Beckham. Casemiro. Đan hói. Rodrigo. Vâng, Rodrigo như kiểu vào sân cho đủ người vậy các bạn ạ. Từ nãy giờ tôi thấy anh ta mới chạm bóng được. Đây là tình huống thứ hai mà thôi. Tình huống thứ ba chạm bóng rồi. Rodrigo chuyền lại cho Casemiro. Chọc xuống cho Rondo nhưng không tiếp xúc được với bóng. Vâng, đấy là một tình huống thoát vị nữa đấy ạ. Của CR7. Vâng, rất rõ ràng. Một tình huống việt vị rất rõ ràng của CR7. Varane. Rất hay. Không được. Một tình huống đá phạt có thể nói là rất hay của huấn luyện viên Ngọc Hưng. Nhưng đây mới là tình huống tấn công của huấn luyện viên Hiếu Lác. Casemiro. Rondo. Vâng. Khá ít các cầu thủ áo tím đang ở có tiềm năng tấn công. David Beckham. Casemiro chọc xuống cho Rodrigo nhưng không được. Vẫn là các cầu thủ áo tím đang đè bóng rất hay. Đấy là Rodrigo. Lợi thế. Vâng, có một cú đá phạt rồi. Trọng tài Nguyễn Hoàng nói không với tình huống vừa rồi. Rất nhanh thôi, chúng ta quay trở lại trận đấu. Trọng tài Nguyễn Hoàng đã làm các thủ tục của mình. Anh ta đang tô màu cho trái bóng.
và đo 5 6 7 bắt đầu. Vâng, bé Khăm sẽ làm gì trong tình huống này? Vâng, đang điều chỉnh góc sút rồi, đang điều chỉnh vị trí đứng và điều chỉnh góc sút. Có thể sẽ là một cú sút thẳng về hướng khung thành chăng? Ồ. Chiến thuật khá là kỳ dị, Diego Llorente. Đan hói. Xoay sở rất hay trong vòng cấm Ronaldo. Không hiểu sao bóng lại vào lưới trong tình huống vừa rồi ạ, và tỷ số có lẽ đó là không các bạn ạ. Như vậy là trọng tài Nguyễn Huy Hoàng bảo không. Anh Việt Vị rồi. Việt Vị mất rồi các bạn ạ. Như vậy là tỷ số đang là 3-0. Nhưng mà ý tôi là tỷ số Việt Vị. Còn tỷ số trận đấu đang là 1-1. Nhưng đây là huấn luyện viên Hiếu Lăng đang tấn công. Rất kỹ thuật nhưng không thể qua được Vieira. Nhưng đây là độ ba lê đang kiểm soát bóng. Vẫn là Zodo ở trong huấn luyện viên Hiếu Lăng. Lỗi rồi. Một tình huống rất có thể là sẽ bị một thẻ vàng. Trọng tài Nguyễn Hoàng đang làm gì đây? Trọng tài Nguyễn Hoàng bảo cẩn thận đấy. Đang ghi gì đấy? Như vậy là chưa có gì xảy ra. Trọng tài Nguyễn Huy Hoàng với một cái đầu hói của mình đang tô màu cho trái bóng. Vâng, như vậy là huấn luyện viên Hiếu Lác đã có sự thay đổi người. Đang điều chỉnh lại một chút chiến thuật. Vâng, không biết là anh định cho ai vào sân đây. Trở lại trận đấu luôn nào, Casemiro. Vâng, có 5 phút bù giờ cơ. Vâng, lại tiếp tục là quyền xin dừng trận đấu. Chào mừng các bạn đang xem trận đấu ngày hôm nay nhá. Hiện tại đang là trận đấu khai mạc của giải Dio League Season 1, giải FIFA Online 4. Với phạm vi là toàn thể các bạn học sinh trường Lê Thánh Tông, nhưng tôi mới tìm được 8 huấn luyện viên mà thôi. Chào Thế Ngọc nhá, không được á đù đấy em nhá. Hiện tại đang có 8 huấn luyện viên đến từ trường Lê Thánh Tông đang tranh tài tại giải Dio League Season 1. Từ các giải sau có lẽ là tôi sẽ mở rộng hơn để cho các bạn được, để cho các bạn có thể là được thể hiện mình nhiều hơn. Nhưng đây là tình huống xuất phát của Beckham trong huấn luyện viên Hiếu Lác. Cố lên Hiếu ơi, một màn cổ vũ đến từ Phong Bùi nhưng mà không thấy âm thanh donate đâu ạ. Kia có phải Trần Hiếu đấy, em không thấy, đúng rồi bạn nhá. Vâng, xuất phạt lấy đà rất xa, có lẽ là xuất phạt giống như các lốt rồi. Một pha xuất phạt có thể không ai ngờ tới. Lệ sút rất mạnh. Chân trái. Không được, một pha xuất phạt rất tiêu chính xác. Một pha xuất phạt mang tầm cỡ của Phạm Phú Dũng các bạn ạ. Ồ, như vậy là bóng đã chạm vào hàng rào, như vậy là sẽ có một pha phạt góc. David Beckham. Rodrigo. Hiếu Lác làm gì đây? Beckham không được, không qua được độ ba lê. Vâng, và đó cũng là tình huống cuối cùng trong trận đấu khai mạc ngày hôm nay. Tỷ số 1-1. Huấn luyện viên Hưng Rùa và huấn luyện viên Hiếu Lác đã chia điểm trong trận đầu ra quân, cũng như là trong trận khai mạc của mùa giải. Vâng, như vậy là chúng ta vừa trải qua diễn biến của trận đấu khai mạc giải FIFA Online 4 Dio League Season 1. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi 5 phút trước khi trận đấu thứ 2 diễn ra.